Hôm nay thì GoFood đã lên trên bệnh viện Ung Bướu thăm chị Út, tạo cho chị sự bất ngờ vừa mới ăn cơm. Chị cứ ăn tự nhiên đi nha. Em thăm mấy cái cháu nhỏ bên khoa nhi á, bên khu B đó, sẵn chạy em qua đây luôn, em thăm chị coi tình hình sức khỏe như thế nào. Thăm sao chị? Chị ăn đi nha, tự nhiên. Tại em muốn ghi lại những cái hình ảnh của chị Út sinh hoạt ở trong bệnh viện đây, về cái việc mà bệnh tình của chị mấy ngày qua. Hôm nay là chị cũng ăn cơm được rồi đó mọi người. Hôm nay là ăn cá nè, cá chiên, cái canh tàu hũ, một chút rau luộc. Hồi nãy thì có mấy cái chị y tá gửi mấy cái bánh lăng lên nè, lăng từng giường từng phòng. Chị ăn thì thấy ngon miệng không chị Út? Đó là sức khỏe là đỡ lên từng ngày rồi đúng không chị? Ổn rồi bắt đầu mới xạ chị, chứ mình để nó lâu quá không có làm được, cái mình lâu quá không có làm được. Rồi thuốc chích sáng chích chiều chích, lúc trước là chích có một buổi sáng thôi, nhưng bây giờ chích là sáng chích chiều chích để cho mình mau hồi phục và bớt đau lại rồi chụp em trai tiếp tục. Ủa sao chị ăn ít quá vậy? Chứ bác sĩ kêu mà ăn nhiều thì nó ói, ăn nhiều lần á, chẳng mình chia bữa mỏng ra đó, mình chia mỏng mình ăn. Cơm này là ở nhà chồng chị nấu hay là con gái chị ở nhà nấu? Tự thiện ở trong bệnh viện cho mỗi người một cặp lòng. Ở trong này 5 người thì được 5 cặp lòng. Chị ăn cơm như vậy là được bao nhiêu ngày rồi? Hôm cậu về ngày sau đó. Là khoảng 3 ngày nay rồi. Hôm nay thì em thấy sắc mặt của chị thì nói chung là tươi tỉnh hơn mấy hôm rất là nhiều. Thần thái thì khó hơn. Hiện giờ trong cơ thể của chị là khó chịu chỗ nào nhất? Cảm thấy hôm trước ở trời nó mưa lớn quá, cái nó hò hò quá trời, cái bác kêu bác sĩ nói là phải giữ ấm cái cổ, cái sáng đêm hôm qua nó hò quá trời, cái bác sĩ hiểu chưa, để bác sĩ cho thuốc họ uống, chứ bây giờ mình lạm dụng thuốc nhiều quá, tại vì bác sĩ bảo nếu ho nhiều quá thì nó đau cái đầu, nên cho mình súc nước muối thôi chứ không cho ông thuốc. Nhưng mà từ ngày bữa cái chích là tăng liều sáng chiều, tại vì lúc trước cô chích có một lần một tuần, bây giờ chích tăng liều lên để cho mau hồi phục, rồi bắt đầu làm em ra cái sạn xương lại. Một ngày là chích 2 lần, sáng với lại tối. Về cái việc ăn uống thì bây giờ mình đâu có cử kiêng gì đúng không chị? Cứ ăn đi những gì mình thích. Miễn được nhai gì cứng quá được. Em hỏi thêm về cái phần sắc mặt của chị nha, với lại ở trên những cái màu da trên cơ thể chị đó, thì chị có hỏi bác sĩ không? Em thấy là hôm bữa em gặp chị là da của chị sậm mà đen, chỉ khoảng một tuần nay thôi là da hôm nay là thấy trắng hồng ra thấy rõ luôn. Hay là mình vô thuốc hay là bác sĩ chắc phải bác sĩ chứ. chị có cảm nhận gì đó không? Thấy không? Sáng rất là rõ luôn. Sáng chích xong chiều chích, tại bác sĩ nói rồi, nếu cố gắng để mình lấy lại cái cân bằng xong rồi ổn, mình phải hết đau thì bắt đầu mới chụp MRI lại. Chụp MRI lại xong rồi tiếp tục là chụp CT xương, sạn xương, rồi bắt đầu mới tiến hành hóa trị. Quên, xạ trị chứ không hóa. Thì bác sĩ nói cái khối u mình nó nằm quá sâu nên không có can thiệp mổ, thứ nhất, thứ hai nữa là không có mổ, thứ ba nữa là xạ trị. Nhưng mà đang lo cái xạ trị nó như thế nào, hồi hộp cái vấn đề là mình sợ, cái vấn đề nặng đấy rồi không biết là xạ như thế nào thôi. Mình đáng cố gắng còn 10 ngày nữa, 9 ngày nữa là em trai với sản xương là mình sẽ thấy được kết quả. Tiến hành là xạ như thế nào nữa, lại làm cho nó chặt một lần nữa rồi tiến hành coi xem mình có di căn vào cái bộ phận nào khác nữa không, tại vì sạn xương lại rồi CT ngược lại xem coi là mình có di căn vào các
cái bộ phận nào nữa không, rồi bác sĩ làm. À, xin nhắc lại với mọi người thì chị Út có chia sẻ là lý do là bị u não á, lý do bị u não á thì chị nói là có thể là do bị di căn, do bệnh ung thư vú, đúng không chị? Từ rất là lâu rồi. Còn những cái mụn thịt ở trên cơ thể của chị đó là Út bị bú đa sợi thần kinh. Dạ, bú đa sợi thần kinh thì từ nhỏ rồi. Nó không có vấn đề tới cái việc mà u não trên. Xin chia sẻ với mọi người hiện tại là bây giờ là cái người chăm sóc trực tiếp cho chị đó là chồng của chị Út. GoFood cũng có một vài lần phỏng vấn anh, hỏi thêm về cái công việc cũng như là cái hoàn cảnh gia đình, nhưng mà một vài lý do tế nhị nên là anh cũng không có chia sẻ ở trên kênh GoFood được. Khi nãy vừa mới bước vào trong đây đó, GoFood không có gọi điện cho chị Út trước. Rồi bước trong đây, hai vợ chồng ngồi ăn cơm. Thực sự là một cái hình ảnh mà em rất là cảm động. Chị Út thì ăn bình thường, còn riêng anh thì anh không có ăn mà ảnh gục đầu xuống. Gục đầu xuống như kiểu như là mỏi mệt, stress các thứ, em cảm thấy là như vậy luôn đó, em cảm thấy là trước mặt là như vậy luôn đó chị, cũng đồng cảm với anh rất là nhiều. Anh là quê ở đâu rồi chị, chồng chị đó? Quê anh ngoài Bình Thuận. Hai vợ chồng quen nhau như thế nào? Nói chung lúc trước anh làm công nhân, mình thì bán cơm, bán đồ ăn và cửa nhà, em cũng ghé anh rồi quen nhau. Dạ vậy thôi. Công việc hiện tại của anh là bây giờ là chạy xe ôm. Dạ. Lúc trước thì anh có làm công ty công viên cây xanh. Anh làm được 9 năm. Nhưng mới cái đó là thời vụ, làm thời vụ. Rồi sau thì anh ký được hợp đồng được có chưa được việc 3 năm, 4 năm thôi. Thì anh bị hắt thì để đệ. Cho nên cái công việc anh làm nó đau, anh không làm được, anh xin nghỉ. Lúc đấy anh nắm tiền bảo hiểm xã hội y tế, bảo hiểm tiền bảo hiểm ở trong xí nghiệp á, dạ, mình không làm nữa, mình lãnh ra cũng được 2 năm nay rồi, lãnh cũng được 30 mấy triệu. Thời điểm đó mà anh bị thoát thì địa đệm mà kêu mổ anh không dám mổ, tại vì nói cái mổ xác suất nó 50-50. Thì cũng anh bảo thôi để lấy tiền anh lo cho vợ cho con rồi anh điều trị với bạn thôi. Anh nói là thật sự là như vậy, chứ anh làm công ty công viên cây xanh. Em chia sẻ riêng với chị như thế này. Cái lần đầu tiên mà em gặp chồng chị đó, thì lúc đó thì hai anh em có ngồi nói chuyện với băng đá dưới khuôn viên đó. Thì anh nói là tại sao anh lại từ chối ghi hình ở trên kênh. Thì anh nói là thật sự là anh không có làm tròn bổn phận của người chồng, lo cho vợ của mình. Khi mà thấy vợ của mình bệnh đau như vậy từ suốt những cái khoảng thời gian ban đầu là chị bệnh ung thư vú cho tới thời điểm này là cũng rất là nhiều năm. Đó, anh nói vậy, thật sự là anh nói là anh không có, anh nói là không có đáng mặt đàn ông, anh nói vậy. Nhưng mà em cũng có chia sẻ rồi thì mỗi người mỗi cái hoàn cảnh thôi. Rồi em cũng nói là thật sự là anh cũng có, nói chung là anh là một người sống về tình cảm, khiên về tình cảm. Thấy cái này em nói thật về cái bệnh tình của chị Út như vậy đó. Nếu mà nói về bạn bè hay là bà con gì cũng khó mà gần gũi, chứ nói chi mà người thương yêu như vậy. Thật lòng với chị. Chị mong là nhiều người họ không hiểu, và chính bản thân gia đình mình cũng không hiểu, cho nên mình cũng chỉ nói như vậy thôi. Còn mình sống với chồng mình hiểu. Nhưng nhiều khi nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nhưng anh chị em mình những lúc như thế này, ông là người dân nước lã khát máu tâm lòng, mà ông sống với mình những lúc mình đi bệnh viện này hoàn toàn tay ông chăm sóc. Sợ là như vậy. Là vấn đề chăm sóc. Còn nếu nói về vấn đề kinh tế
tinh thần thì có bà chị gái, nhưng bà mới mất này rồi, em cũng biết rồi, chị cũng chia sẻ. Từ cái lúc mà hai người quen nhau chắc là cũng gặp nhiều cái trở ngại, những cái giai đoạn khó khăn nhất định. Về chắc là em nghĩ về cái phía bên chồng của chị. Dạ đúng rồi. Bên chồng thì nói chung cũng dễ lắm, tại gia đình nhà cũng không, cũng nghèo lắm, cũng không khá giả như người ta, cũng đơn chị lắm. Nhưng mà lúc mà tối hôm kia cô Út nó gọi điện vô, cô Út á, cô gọi là chị ơi, em chẳng có nhiều gì hết, em giúp cho chị 2 triệu, chị lau chị chữa bệnh rồi chị thèm thì chị ăn, chị đừng để tinh thần nó bị sụp đổ, còn con chị nữa. Mình nghe em Út mà nó nói như vậy mình cũng thấy thương, thương làm sao, mắt nó còn 4 đứa con ngoài quê, mà khi nó gửi tiền vô nó đã gửi vô tài khoản bóng rồi thì nó mới gọi điện cho chị. Thực sự là như vậy, chị cũng cảm ơn nó. Nó bảo cái này là em giúp cho chị vấn đề tinh thần để chị lạc quan, chị chữa bệnh, tại vì cái bệnh của chị nó không phải một sớm một chiều, chị cố gắng chị làm sao mà chị phục hồi, chị lo cho con chị thôi, còn anh thì anh xứng dài vai rộng, anh sống nó cũng được, cố gắng là chỗ dựa tinh thần của con, của chồng. Em Út là nó cũng khuyên mình như vậy, là chỉ mong sao mà gia đình hiểu không thôi, là cứ tập kinh với cầu nguyện nhiều vào thì bên trên sẽ đẩy lùi bệnh tật. Cô nói là cô tên là cô Huệ ở Bỉ, cô nói là cô sẽ gửi về cho mình 2 triệu, cô nói vậy, mà trong đêm nay cô nói rõ là như vậy. Dạ. Dạ. Cái này giờ bây giờ chị còn chắc là phải đậy nắp lại đậy chứ để dạ. Dạ. Để rùi rồi nó bu vô. Chị là gì bây giờ, chị thích ăn cái gì hả chị Út? Ăn món nào á? Ăn cá thôi. Cá không chứ không ăn gì khác. Cái miệng bây giờ là vừa ăn cá nhất ha. Đây. Ăn cá nó mềm. Xiên thịt nhai á, dai á, buốt đầu lắm. Ăn cá thì dai, là nhai thịt nó dai, nó buốt đầu lắm. Khi kêu mua hủ tiếu thì kêu lấy thịt cũng không thôi, chỉ lấy thịt. Thịt nhai nó không được cái gì, bỏ đi vậy phí. Cái này là chị tiết kiệm để rồi chiều ăn hay là chị ăn như thế để nào? Ăn ăn à, chút xíu ăn ăn. Lần nào cũng vậy, ăn thì còn ấy không. À, bây giờ là ảnh ở với chị là 24/24 luôn. Không, chút anh về, anh về còn con cái học hành. Rồi chiều anh về xong rồi tối lên chút xíu anh lại về với con. Tối lên 9 giờ anh về, 10 giờ anh về. Để con đây đóng cửa rồi anh về. Mấy đứa này có vô thăm chị không? Dạ, chị chủ nhật cháu vô cháu thăm mấy mẹ. Cháu đi xe buýt lên. Đi xe buýt từ nhà lên hết có 6.000 thôi. Thì ra ngã ba bắt lên rồi lên tận cổng bệnh viện rồi. Dạ. Không phải đi 2 chặng nữa, chỉ khó đi bộ một chút. Ngã ba là chỗ nào? Ngã ba chỗ nhà thờ em đường Phạm Văn Chiêu á, cái ra đó bắt xong đầu thì dạ. đi xe lên trên ngay cổng bệnh viện gia đình nè, cái đi ngược lại một tí, là tới. Là cái giường bệnh, giường nằm của chị đây. Hai người con của chị đó là một cái cháu gái năm nay là học lớp 10, một cái cháu trai là con nuôi của hai vợ chồng. Hai vợ chồng thì ở chung nhà với các chị em ở ngay chỗ cầu Bến Phân, chỗ Gò Vấp đó mọi người. Khi nãy thì em có nghe những cái lời tâm sự của chị Út về cái chuyện tình cảm với lại anh Long là chồng của chị. Hiện tại bây giờ theo em được biết á, là người đồng hành cùng với chị là bây giờ chỉ có là anh Lâm, chồng của chị, với lại là 2 đứa con tinh thần, là một cháu trai một cháu gái. Trước kia là có người chị ruột của chị, nhưng mà chị vừa mới mất, cũng rất là buồn. Hiện tại chỉ còn 2 cái chỗ dựa tinh thần đó thôi, anh Lâm và 2 cháu. Thì em cũng mong
là tất cả mọi người ở trên kênh của em. Dạ. Một lần nữa cũng là chỗ dựa tinh thần cho chị. Dạ, đúng. Thay thế người chị của chị. Dạ. Để cho chị vững tâm trên cái việc mà điều trị bệnh ung thư của mình. Dạ. Hay chị. Dạ. Thì hôm nay thì em gửi cho chị một cái khoản tiền mạnh thường quân. Dạ. Để cho chị đỡ lo một phần trong việc đóng tiền viện phí. Dạ. Em xin đọc tên và số tiền nha chị Út. Dạ. Đây là danh sách mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ đến cho chị Út để mà có tiền điều trị cái bệnh ung thư của mình. Em xin đọc cái số điện thoại của chị nha. Số điện thoại của chị Út đó là 090 973 9218. Em xin phép đọc. Thứ nhất là của chị Trang Trần ở Út là 100 đô la Út, là 1.660.000. Thứ hai là của một cái chị có cái nickname tên là Xì Trâm Vui Vẻ ở quận 8. Chị này gửi cho chị là 500.000. Thứ ba là cô Phạm Thị Huệ ở Bỉ là 1.000.000. Có thể là cái chị Huệ này ở Bỉ đã liên hệ với chị đó, là em nghĩ là chị này. Thứ tư là của chị Vân ở Úc là 100 đô la Úc, là cũng là 1.660.000. Thứ năm là của anh Viu Ly Ly ở Úc là 200 đô la Úc, 3.300.000 nha chị. Thứ sáu là của anh Long ở quận 11 là 2.300.000. Thứ bảy là của chú Phước ở phường 13 quận 6 là 500.000. Thứ tám là của cô My cũng ở phường 13 quận 6 là 1.000.000. Thứ chín là của cô Lệ ở phường 1 quận 11 là 200.000. Và cuối cùng là của một cái người quá cố Lâm Thị Kim là 1.000.000. Thì tổng cộng cái số tiền là 13.120.000. Nè, đây em gửi cho chị 13.120.000 nha chị, để chị có một cái tinh thần, có những tâm để mà tiếp tục cái điều trị, đỡ lo cái phần tiền nông. Dạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu cho Út gửi lời cảm ơn. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân giúp cho Út, cố gắng giúp Út chủ qua cơn khó khăn này đi, để làm lo cho con luôn, cố điều trị. Sợ giữa trường người bảo Út khổ thôi. Sợ mình giữa trường mình điều trị rồi mình không có phương tiện hoặc điều kiện mình điều trị là Út khổ rồi. Dạ. Dạ. Cố gắng giúp Út. Út cảm ơn nhiều. Thì sẵn tiện thì cũng thay mặt gia đình của chị Út, thay mặt chị Út thì cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân. Dạ. Đã tiếp tục hỗ trợ đến cho chị. Dạ. Để chị an tâm trong cái việc tiền nông. Dạ. Thì xin thay mặt xin chúc cho tất cả mọi người được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Dạ. Hiện tại là bây giờ có người lên thăm chị thì em để em dành thời gian, chứ bây giờ cũng chuẩn bị tới giờ trưa để mà bác sĩ với lại y tá họ bắt đầu tiếp tục công việc. Dạ. Thôi thì trước mắt là như vậy đi. Dạ. Nha chị. Rồi khoảng vài ngày nữa nếu mà chị chụp MRI với lại tổng cái về cái sức khỏe của chị hết á, khám tổng quát tổng quan gì hết á, thì chị gọi cho em để em thông báo cho mọi người ha. Rồi như vậy đi. Rồi em xin phép chị em về. Hôm nay lên bất ngờ quá à. Dạ. Nhờ cho nên là cậu mới nhìn thấy hai vợ chồng mình như thế nào. Thì vậy đó. Chủ yếu là em muốn là chia sẻ trên kênh của em á, là một cách tự nhiên với là một cách là nó khách quan nhất. Dạ. Cậu nhìn thấy nhờ cậu lên để cho cậu hiểu là vợ chồng như thế nào. Lên mới thấy được cái hình ảnh của hai vợ chồng, đặc biệt là anh Lâm. Thôi nói chung là em với ảnh á, nói chuyện ảnh cũng hơi ngại. Dạ. Thực sự ảnh cũng hơi ngại. Thôi thì chị chuyển lời giùm em, nói là cũng động viên tinh thần cho ảnh. Ví dụ như ảnh để cho ảnh, chị thấy ảnh như vậy rồi chị mới cũng cố gắng thêm. Dạ. Chứ mà thấy ảnh mà buồn rầu thì chị cũng buồn rầu thêm chứ. Dạ. Đâu có vui vẻ gì đâu. Chính ảnh là người động viên mình nhiều nhất. Dạ. Ông, nếu mà không có ông là chỗ dựa tinh thần của mình chắc mình cũng chết luôn rồi. Ừ. Chăm sóc rất là tận tình. Dạ. Nhiều khi mình nghĩ nói người dân nước lẽ chứ phát móc anh lòng cho anh em ruột mình, còn công việc mỗi người chứ có nhiều cái mình khó nói lắm. Nói chung là như vậy. Em xin phép em về nha. Dạ, dạ, cố gắng. Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn. Dạ dạ. Em về. Dạ.